trong khuôn khổ ngày hội toán tuổi thơ tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, tạp chí Toán Tuổi Thơ đã tổ chức buổi sinh hoạt liên tỉnh cho 9 câu lạc bộ toán của các tỉnh miền Bắc như Sơn La, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc. 54 học sinh tiểu học đã tham gia giải toán theo 2 vòng thi. Trong ngày hội năm nay, các bài thi toán đều bằng tiếng Anh. Đây là hình thức thi mới mẻ giúp học sinh tiếp cận gần hơn với các cuộc thi quốc tế. Gần đây thì chúng ta thấy rằng là các cuộc thi quốc tế đã đáp ứng được rất nhiều những cái nhu cầu dạy và học ở các nhà trường trong cả nước. Và thực tế các nhà trường cũng đã dạy toán bằng tiếng Anh rất là nhiều. Đơn cử như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Nam Định đã phát triển phong trào đó rất nhiều. Cho nên khép lại cái cuộc thi Olympic toán thể thơ 10 năm thì chúng tôi mở ra câu lạc bộ toán thể thơ toàn quốc bằng toán bằng tiếng Anh. Là một trong những tạp chí của nhà xuất bản giáo dục, tạp chí Toán Tuổi Thơ là cầu nối giúp thầy cô giáo và học sinh tiếp cận những điểm mới về phương pháp giảng dạy và học tập, cách thức thi môn toán trong nước và quốc tế. Tạp chí Toán Tuổi Thơ đã đăng tải những bài toán lý thú, là diễn đàn để các thầy cô, các chuyên gia và các em học sinh trao đổi kiến thức và kinh nghiệm dạy và học môn toán, góp phần tạo không khí học tập tích cực trong nhà trường. Các câu lạc bộ học toán bằng tiếng Anh đã được triển khai rộng khắp trên các tỉnh thành trong cả nước, vừa tạo sân chơi, vừa làm tiền đề giúp học sinh tiếp cận với các cuộc thi toán quốc tế.